Chào tất cả anh chị em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ở trong clip ngắn này đây mình sẽ lên để có thể phân tích cho mọi người nhanh một số đồng altcoin sẽ có tiềm năng bùng nổ mạnh trong tháng 6 thì theo nguyện vọng của nhiều anh em đang vote ở trên nền tảng Telegram anh chị em nhé. Hôm trước thì có hỏi cho mọi người đó là chúng ta quan tâm đến chủ đề những đồng altcoin có tiềm năng bùng nổ mạnh và tăng trưởng trong tháng 6 hay không á. Thì hiện tại mọi người đang rất là quan tâm. Cho nên mình sẽ lên clip rất là ngắn thôi. Còn về vấn đề liên quan sâu hơn về dự án á thì hầu hết tất cả những dự án đó mình cũng đã phân tích cho mọi người ở những clip trước rồi. Ok, và như thường lệ thôi, anh em cảm thấy clip hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là subscribe qua kênh YouTube và nhớ bật thông báo lên nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường cryptocurrency, đặc biệt là những dự án tiềm năng. Và mọi người lưu ý giúp mình này, thông tin ở trong clip bởi vì liên quan đến đầu tư cho nên sẽ là tham khảo thôi và không được xem là quyền đầu tư nha, bởi vì đây sẽ là góc nhìn của mình sau khi mà mình đã tìm hiểu sơ qua về những dự án cũng như đến thông tin tin tức liên quan những dự án đó trong khoảng thời gian tháng 6 sắp tới nhé. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tháng 6 sắp tới thì gần đây mình có cập nhật cho mọi người một số thông tin đó. Mọi người sẽ lưu ý cho mình, đây thì mình điểm qua một số đồng altcoin thôi, sâu qua cho mọi người luôn ở trên màn hình nhé. Thì bỏ qua hết tất cả những thông tin liên quan đến on-chain đi. Chúng ta sẽ thấy rằng là tháng 6 thì sẽ có thông tin liên quan đến Optimism anh chị em nhé. Trên nền tảng Twitter chính thức của OP thì hiện tại đang update cái phiên bản đó là Deprop. Mọi người có thể đọc thông tin chi tiết ở đây. Đây sẽ là một đợt update cũng rất là lớn ở trên mạng lưới của OP. Ok, và ngoài cái thông tin này ra thì sắp tới đây cuối tháng 5, OP sẽ có một cái đợt trả token đó và trả đâu đó khoảng tầm 3,6% tổng cung anh chị em nhé. Cho nên khả năng thì có thể là bị áp lực xả. Tuy nhiên thì cũng rất là nhiều dự án trước đây ấy, anh chị em có thể thấy rằng là như là dự án Sol và một số dự án khác ấy, sau khi trả token thì vẫn bay ầm ầm luôn, Sol hoặc Near đó anh chị em. Đó, cho nên chúng ta có thể cân nhắc đối với đồng OP này đây. Mọi người có thể là đợi hết cái sóng trả đến khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 cũng được. Thì chúng ta có thể là có một cái vị thế tốt hơn. Còn trên nền tảng Twitter của mình thì mình cũng cập nhật cho mọi người một số vùng mua của một số altcoin, trong đó có đồng OP anh chị em, giải lệnh từ 1.6 đến 1.3, 1.15 đó. Hiện tại hầu như các loại nhận đều khớp tất cả rồi, và với giá là 1.8 hiện tại đây thì mình nghĩ rằng hầu như tất cả anh chị em chúng ta tham gia vào lệnh trước đó chúng ta đã đều lời hết rồi nhé, ít nhất chúng ta cũng lời nhẹ rồi. Ok, và đồng OP này thì chúng ta nhìn ở trên khung tuần nhé, mình đã có một cái phân tích trước cho mọi người đó anh chị em. Hiện tại thì nó đang ở một cái sóng, đó là sóng thứ hai đó anh chị em, và đang chuẩn bị, nó đang test một cái, đang test lại khu vực là hỗ trợ trên line đó anh chị em, và mình kỳ vọng là quanh cái vùng khoảng tầm 1.3 1.4 hôm trước nó giật về đây nhỉ, thì nó sẽ là một cái đáy tạm thời ở trong một cái sóng ngắn hạn sắp tới. Và nếu mà thực sự có thể trả sóng cho altcoin được, có nghĩa là sẽ có dòng tiền cho altcoin, thì mình kỳ vọng nó có thể vượt đỉnh cũ này đây để ăn cái sóng 3 nhé, lên đâu đó khoảng tầm gần 4 đô la hoặc là tiệm cận có thể là hơn. Ok, và cái thông tin đó thì mình đã cập nhật cho mọi người rất là chi tiết trong cái clip đó là OP và ARB thì đầu tư đồng coin là ngắn hạn, ok tiềm năng anh chị em nhé. Mọi người xem lại clip giúp mình. Đến với đồng coin thứ hai đi, nhưng mọi người biết rằng hiện tại thời gian gần đây mình có cập nhật cho mọi người thông tin liên quan đến Lido đó anh chị em, là cái dự án mới cập nhật lên phiên bản là V2 đó. Và sau khi update xong ấy, thì cũng như là cái cập nhật sang hai của Ethereum mới diễn ra vừa rồi thì rất là thành công. Bởi vậy thì rất là nhiều nhà đầu tư rất là bullish với cả đồng ETH sau cái sự kiện này anh chị em nhé. Mình cũng biết rất là nhiều nhà đầu tư lớn ấy, trước đây họ đầu tư cho nhiều Bitcoin, tuy nhiên thì gần đây thì dòng tiền ấy, họ cũng chuyển dần từ Bitcoin sang Ethereum rất là nhiều, bởi vì qua hai cái phiên bản cập nhật của ETH thì rất là thành công và hầu như không gặp lỗi gì cả đó. Và mặc dù là cập nhật sang hai để có thể rút được ETH, nhưng mà cái lượng ETH để deposit vào staking liên tục ấy, thì lại tăng cao hơn so với cả lượng rút ra. Thì cái đồng LDO thời gian gần đây chúng ta sẽ thấy rằng tiêu block thì sẽ tăng liên tục, sẽ hầu như là liên tục tạo ATH và có thể phá đỉnh đó anh chị em. Đặc biệt thì cái lượng ETH và staking trong nền tảng này cũng tăng liên tục. Tuy nhiên nhé, gần đây thì mọi người sẽ thấy đây sẽ là on-chain nhé. Còn gần đây thì mọi người sẽ có một cái thông tin cập nhật như sau này anh chị em. Thì lát mình cứ sâu cho mọi người trên biểu đồ chat và mình sẽ nói cho mọi người quan điểm về cái đồng LDO. Hiện tại thì đang có rất là nhiều thông tin bullish, nhưng mà đang có một cái thông tin liên quan đến Celsius đó anh chị em. Họ đã chuyển hơn 428.000 STETH từ cái ví đang sử dụng để hủy đặt cược bên dự án Lido đó. Và tổng cho số tiền này khoảng tầm 800 triệu đô anh chị em nhé. Tuy nhiên thì nhiều nhà phân tích cho thấy rằng là khả năng thì Celsius họ sẽ không bán số ETF đó. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ gọi là dự đoán động thái mà thôi, và chúng ta cũng chưa biết được. Còn hiện tại mình sẽ sâu cho mọi người xem về cái đồng Lido nhé. Xem một đồ chart luôn anh chị em nhé. Phân tích đồng coin nào và mình sẽ sâu cho mọi người xem luôn, cũng như là về vùng giá mua bán thôi anh chị em. Ok, nếu mà nhìn ở trên khung tuần thì cái đồng coin này hiện tại đang 2.3 đô la. Nếu mà nhìn cái giá này hiện tại thực ra nó cũng không đẹp nữa đâu anh chị em. Chúng ta có thể đợi một cái áp lực bán đi, bởi vì là mình nhận định Bitcoin vẫn có thể sideways trong tháng 5 mà anh chị em. Đó, vẫn sideways trong tháng 5 mà thôi. Nếu mọi người quan tâm đối với cả những cập nhật mới cũng như là thông tin liên quan đến LDO á, bởi vì trong các cái kênh channel của mình có rất nhiều anh chị em chúng ta bullish với cả ETH và LDO á, cho nên mình sẽ có cập nhật cho mọi người về LDO tiện thể mà anh chị em, cho cập nhật cho mọi người luôn đó anh chị em. Thì chúng ta có thể cân nhắc khi mà nó giảm về quanh vùng khoảng tầm 1.9 đô la. Đây sẽ là một vùng hỗ trợ rất là cứng ở trên công ngày anh chị em nhé. Thì chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh đối với cả đồng LDO này đây. Và mình cũng nghĩ rằng nếu mà có thể bắt được vùng này thì khả năng cũng sẽ ăn được sóng hồi 10-23% đó anh chị em.
đó đồng là đeo. Còn nếu mà thông tin bullish hơn nữa thì có thể là tăng trưởng mạnh hơn, nhưng mà trong một downtrend thì mình nghĩ rằng nó khó có thể phá được cái đỉnh khoảng tầm 3.3 đô. Và nếu mà cập nhật những thông tin bullish về LDO thì mọi người sẽ follow thêm giúp mình hai cái đồng coin này, đó là đồng RVL anh chị em nhé, Rocket Pool đó. Hai đồng coin này thì cũng đều làm về cái mảng staking trend LSD đó anh chị em. Đó thì hiện tại đây mình đều xem trên khung ngày anh chị em nhé, có nghĩa là nếu mà thực sự bây giờ sẽ có một cái cú giật xuống hoặc là giảm thị trường nữa thì chúng ta sẽ có thể là mua được với giá đẹp hơn chẳng hạn như vậy nhé. Thì trên khung ngày thì mình có thể cân nhắc nó giảm xuống quanh cái đường dưới này anh chị em nhé, khoảng tầm MA 89 anh chị em, ở trên khung ngày khoảng tầm 46 đô gì đó thì mình có thể cân nhắc vào lệnh đối với cái đồng coin này. Sau cái đồng RBL thì chắc chắn rồi, đây là cái đồng FXS cập nhật tiện thể để làm cho mọi người luôn nhé. Ba cái đồng coin này thường đi theo sóng gần như nhau đó anh chị em. Đó thì mình có thể cân nhắc nó giảm lại quanh cái vùng khoảng tầm 6.6 đô thì có thể bắt được cái đồng FXS này đây. Ok, và trên đây thì mình update cho mọi người một số cái đồng coin liên quan đến LSD, những thông tin tích cực bullish liên quan đến LDO phiên bản 2 đó anh chị em, và những cập nhật sang 2 vừa rồi cũng rất là thành công. Với cái lượng ETH được staking nhiều thì mình nghĩ rằng một số động thái cũng sẽ có thể là đẩy giá được cho những đồng altcoin này đây, đặc biệt là cái động thái liên quan đến lượng staking ETH và trong nền tảng Lido đó anh chị em, thì liên tục tăng trưởng thời gian vừa qua. Ok, và đó là thông tin về những đồng altcoin này. Bây giờ mình sẽ cập nhật cho mọi người những thông tin về những đồng altcoin tiềm năng quan trọng có thể là bùng nổ mạnh trong tháng 6, thì trong đó có đồng Optimism thì mình đã cập nhật ở đầu clip rồi. Và điều thứ hai đặc biệt đó là thời gian gần đây rất là nhiều thông tin tích cực đến từ thị trường Á, đặc biệt là Trung Quốc, một quốc gia đông dân gọi là top thế giới đó, chỉ sau mỗi Ấn Độ thời gian gần đây mới vượt lên top 1 mà thôi. Trước đây Trung Quốc vẫn đang ở top 1 về đông dân số nhất thế giới luôn em. Nói chung dân số của Trung Quốc thì rất là kinh khủng rồi. Và gần đây thì Trung Quốc có rất là nhiều động thái mở cửa cho Bitcoin cũng như là thị trường cryptocurrency. Đặc biệt ấy, thì cũng đã có cái nguồn vốn để hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế trong nước đó anh chị em, và các ngân hàng đó mấy chục tỷ đô đó mình đã cập nhật cho mọi người trước đó rồi. Và gần đây nữa đó là cái thông tin liên quan đến Trung Quốc ra mắt trung tâm blockchain nhé quốc gia, để có thể đào tạo cho nửa triệu chuyên gia đó, một con số rất là kinh khủng của anh chị em. Và vào ngày mùng 10 tháng 5 vừa qua này, trung tâm đổi mới công nghệ quốc gia của Trung Quốc này lần đầu tiên được công bố vào tháng 2 và đã chính thức bắt đầu hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh đó. Và trung tâm này sẽ hợp tác với các trường đại học và các doanh nghiệp blockchain để phát triển công nghệ blockchain ở Trung Quốc. Mọi người sẽ thấy rằng là đây rất là nhiều thông tin tích cực đến từ Trung Quốc rồi, cũng như là các cái nguồn vốn hỗ trợ này. Và tiếp tục như vậy thì vào ngày 1 tháng 6 sắp tới, Hồng Kông nhé sẽ mở cửa cho crypto và những đồng altcoin khác, có nghĩa chúng ta có thể thanh toán bằng Bitcoin và crypto ở trên đất nước của Hồng Kông đó anh chị em. Và nhiều thông tin tích cực như vậy thì chúng ta sẽ để ý đến những đồng altcoin hiện tại đang có trụ sở hoặc là hợp tác trực tiếp với những công ty đang có những gọi là tầm ảnh hưởng lớn ở hai quốc gia ở đây, ở Trung Quốc nói chung anh chị em nhé. Và nếu mà sau khi nghe những thông tin như vậy thì mọi người sẽ để ý ngay đến cái đồng coin đầu tiên, đó chính là cái đồng CFX đúng không? CFX thì trước đây mình đã làm cho mọi người hẳn một clip riêng đó, nó làm về cái mảng hiện tại hợp tác với cả công ty công nghệ blockchain sim số lớn thứ hai ở Trung Quốc đó anh chị em. Và mọi người biết hiện tại thì Trung Quốc rất là đông dân số rồi mà nó đang hợp tác với cả công ty liên quan đến sim đó, internet đó anh chị em. Thì thực sự đây sẽ là một dự án rất là tiềm năng trong thời gian tháng 6 sắp tới. Mặc dù là dự án này trước đây đã tăng trưởng rất là mạnh sau khi thông tin bullish đến từ thị trường Trung Quốc đó anh chị em. Nếu mà tính từ cái vùng giá là khoảng là 0,02 thì hiện tại vẫn đang hơn x10 lần đúng không anh chị em? Từ cái vùng này anh chị em này, khoảng đầu cuối tháng 1 năm 2023 đó thì thời điểm hiện tại vẫn đang hơn x10. Nhưng mà tiềm lực tăng trưởng con này thì mình nghĩ rằng vẫn có thể là tăng rất là mạnh trong tháng 6 sắp tới. Thì mọi người có thể cân nhắc các cái nhịp giảm con này xuống anh chị em nhé. Mình nghĩ rằng nếu mà có thể gần, gọi là chúng ta hiện tại cũng đang gần tháng 6 rồi thì chắc nó rơi về khoảng tầm 0,28 hoặc sâu hơn có thể test lại khu vực này đây, khoảng tầm 0,24, 0,25 anh chị em nhé. Khoảng tầm 0,24, 0,25 thì mọi người tham gia vào lệnh đối với cả CFX nhé. Và mình cũng kỳ vọng có thể sẽ có một cái sóng tăng trưởng vượt đỉnh cũ là 0,48 đây, thì mọi người cũng ăn được vài chục phần trăm luôn đối với cả đồng coin CFX. Đây là những đồng coin thuộc dạng gọi là mid cap anh chị em nhé, có nghĩa là cap nó cũng lớn lớn một chút rồi. Thì khi mà đầu tư thay vì chúng ta ăn được lợi nhuận ít hơn thì rủi ro cũng sẽ đỡ hơn một chút so với nhiều altcoin ở lâu khác đó anh chị em. Sau CFX thì sẽ là cái đồng CKB nhé. CKB thì mình cũng đã nói cho mọi người ở trong cái đồng altcoin về top đồng altcoin còn tăng trưởng ở Trung Quốc đó anh chị em. Thì cái đồng coin này nó thuộc cái khối công khai BSIM của Trung Quốc do BSN Trung Quốc lựa chọn và phát triển đó anh chị em. Thì mọi người thì cân nhắc đồng coin ở đây hiện tại trong công ngày thì đang gần ở khu vực đáy mà thôi, khoảng tầm 0,2 0,0029 thôi anh chị em. Thì nó có thể test lại quanh khoảng tầm này đây thì mọi người thể tham khảo vào lệnh khoảng tầm 0,003 gì đó hoặc là 0,0031 nhé. Thì mọi người tham khảo vào lệnh đối với cả đồng coin là CKB nhé. Ok, và tất cả những thông tin liên quan đến lịch trả token ấy, thì mọi người nhớ check lại giúp mình về tất cả những đồng coin mình nói ở trong clip anh xem nhé. Một số đồng coin thì mình check rồi, còn một số đồng coin khác thì mình chưa check được thì mọi người check giúp mình. Ok, và sau CKB thì mọi người sẽ để ý giúp mình đối với cả một số đồng altcoin liên quan đến low cap ở Trung Quốc đi, thì có đồng BSB nhé.
Chúng ta biết rằng thời gian gần đây thì PHP tăng trưởng mạnh quá. Gần đây á thì liên quan đến AI tăng trưởng phát triển rất là mạnh đúng không Trang? PHP thì sẽ là một cái đồng coin low carb và đặc biệt thì nó làm về mảng AI, hiện tại đang ở Trung Quốc đúng không Trang? Thì mọi người thể cân nhắc đồng coin đây hiện tại đang tăng trưởng khá là mạnh rồi, tin gọi là đi sớm quá anh em ạ. Thì mọi người thể cân nhắc nó giảm xuống anh em nhé. Hiện tại thì vùng giá giảm thì nghĩ rằng nó có thể là bởi vì đồng coin này thuộc dạng low carb cho nên là tăng tăng mạnh giảm rất là mạnh. Thì mọi người thể giải lệnh quanh cái vùng từ 0,82 xuống cái vùng hiện tại đây anh em nhé, khoảng tầm 0,65 đấy. Thì có thể là bắt được đồng altcoin là PHB. Đồng altcoin này thì mình nghĩ rằng thời gian sắp tới sau khi mà có thông tin liên quan đến Trung Quốc vào tháng 6 thì cũng được tăng trưởng rất là mạnh luôn. Nến này hiện tại nến rất là mạnh ở trên cùng ngày mọi người nhìn chưa? Khả năng có thể là vượt qua khu vực này đấy anh chị em ạ. Và có thể tiệm cận khu vực này đây. Và khu vực này hiện tại đang có một cái vùng kháng cự cũng rất là lớn đúng không? 1.18, 1.17 đô la này. Thì sẽ tồn tại, khả năng sẽ có tồn tại một áp lực bán và điều chỉnh trở lại. Đó, điều chỉnh thì mọi người có thể cân nhắc quanh vùng khoảng tầm 0,87 đó nhá. Ok, và xong cái đồng PSB đi thì sẽ đến cái đồng Nina. Nina thì mọi người không bỏ, không nên bỏ qua nhá. Đồng coin này cũng rất là tiềm năng đấy anh chị em ạ. Thì những đồng coin ở phía sau đây đa phần là những đồng coin low cap, mình check cho mọi người xem Nina luôn nhé. PSB thì thuộc dạng low cap rồi, không nói gì rồi, sẽ đồng Nina đi. Nina hiện tại khoảng tầm 5-6 triệu, thuộc dạng low cap thôi nhé. Lina thì nó là một cái sàn giao dịch chuỗi chéo ở Hồng Kông, nên cái đồng coin này mình nghĩ rằng cũng có tiềm lực tăng trưởng mạnh trong thời gian sắp tới đó anh chị em. Nếu mọi người nhảy chi cùng ngày thì nó test lại khu vực đáy gần đây anh chị em, khoảng tầm 0,009 đô la đó. Thì mọi người có thể cân nhắc các nhịp giảm con này bắt. Thực tế là hiện tại thì nó loanh quanh ở vùng này mà thôi, nó chưa gọi là có một cái sóng boom mạnh đâu. Thì chúng ta có thể giải lệnh con này giúp mình nhé. Đó, con này thì thuộc dạng low cap anh chị em. Thì mọi người lưu ý giúp mình rằng là những đồng coin low cap ấy, tăng trưởng mạnh đồng nghĩa việc đó là nó cũng giảm rất là mạnh. Cho nên chúng ta đầu tư thì mình sẽ cần phải quản lý vốn nhé. Nói chung con này thì vẫn có thể bắt được. Đó. Thì sóng tăng sắp tới có thể TP kỳ vọng lên khoảng tầm 0,017, ít nhất khoảng tầm 70% đến x2 gì đó. Nếu mà có thể có sóng tăng trưởng mạnh cho cái đồng Lina nhé. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những đồng altcoin khác mà hiện tại đang làm về mảng Trung Quốc cũng như là hợp tác với cả những công ty Trung Quốc cũng như là Hồng Kông đó anh em. Mọi người muốn quan tâm ấy thì có thể comment ở dưới phần bình luận, mình sẽ làm riêng một clip để có thể cập nhật thêm cho mọi người. Và mình cũng sẽ gửi thêm một số các list danh sách đó trên nền tảng của Telegram anh em nhé. Ok, và ở cuối clip thì mình sẽ bổ sung thêm cho mọi người một đồng altcoin nữa đang gọi là đang mập mờ có tin đó anh em, đó là STG nhé. STG thì con này mình đã cập nhật cho mọi người rồi và thậm chí cũng cho mọi người tham gia vào lệnh DJ quanh cái vùng đó là 0,57x đó anh chị em. Hiện tại chúng ta cũng lời tương đối đúng không anh chị em, mấy phần trăm rồi đó. Thì cái đồng STG ở đây thì nó là một cái đồng altcoin hiện tại đang làm về mảng blockchain đó anh chị em, ở bên hệ sinh thái đó là Layerero, một cái hệ sinh thái cũng rất là tiềm năng mà chưa ra cái đồng native token đó. Thì mọi người không nên bỏ qua con này bởi vì gần đây nhất ấy, cũng đang có rất nhiều thông tin liên quan đến Layerero khả năng sẽ ra cái đồng token đó. Và mình đã nói rồi, sau khi mà có thông tin đưa ra thì chắc chắn là con STG bay rất là mạnh luôn. Và cũng có thể có một cái dự đoán đó là Layerero họ sẽ dựa vào thông tin bullish đến từ Hồng Kông vào 1 tháng 6 sắp tới để có thể là ra mắt cái đồng native token là cái đồng LRSO đó anh chị em trong khoảng thời gian sắp tới. Và nếu mà đã follow cái đồng STG rồi thì mọi người cũng không nên bỏ qua cái đồng đó là RLT nhé. Cái đồng này thì làm về mảng lending borrowing. Mặc dù thì xây dựng ở trên hệ sinh thái của Arbitrum nhưng mà đồng coin này hiện tại đang sử dụng công nghệ của Layerero là Omnichain á. Ok, và qua clip ngắn ở đây thì mình đã cập nhật nhanh cho mọi người một số đồng altcoin có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tháng 6 sắp tới. Mọi người có thể tham khảo thêm anh chị em nhé. Và thông tin ở trong clip chỉ là tham khảo thôi, không được xem được quyền đầu tư. Anh chị em chúng ta cảm thấy clip của mình hữu ích, nhớ thả cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube và nhớ bật thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường cryptocurrency, đặc biệt là những giờ tiềm năng. Và mọi người nhớ join về trong channel Telegram, đặc biệt không nên bỏ qua Twitter của mình anh chị em nhé. Hiện tại trên Twitter của mình thì đa phần là côn kèo và cho mọi người những vùng mua vùng bán cũng như là phân tích cụ thể cho mọi người về những đồng altcoin mọi người đang quan tâm đó. Ok, hiện tại đây thì Twitter của mình chỉ có một cái Twitter chính thức mà sẽ có cái tích xanh đây nhé. Còn lại thì những Twitter khác hoặc là những tài khoản Telegram khác thì là scam hết thôi. Mình không bao giờ chủ động inbox cho bất kỳ ai cả. Khi mà chúng ta tham khảo hoặc là khi mà chúng ta làm gì liên quan đến chuyển tiền ấy, thì mọi người cần phải video call để xác nhận lại nhé. Nói chung mình sẽ không nhận tiền và cũng như là không đi pool và không trade hộ, mọi thứ là không có luôn và cũng không có nhóm VIP luôn nhá. Ok, xin được chào và hẹn gặp lại anh em.